Dạ thưa ông. Gọi nó vào. Dạ. Cậu, ông cho gọi con dao. Kính chào nghĩa phụ. Trịnh Hâm, trong chuyến tuần du các phủ huyện vừa rồi, ta có ghé Hà Khê thăm Kiều Công và Nguyệt Nga. Ta có ướm thử việc hôn nhân, nhưng Nguyệt Nga rõ ràng là có tình ý với Dân Tiên, nên đã từ chối khéo. Theo ta, Dân Tiên chính là nguyên cớ cản trở cuộc hôn nhân này. Như con đã nói với cha, con đã nhận ra điều này khi qua thăm Kiều Công. Thiếu gì con gái nhà giàu sang quyền quý, tài sắc có kém gì Nguyệt Nga đâu, mà tại sao con lại trước mắt con hãy tập trung lo chuyện thi cử cho thành đạt đi đã. Việc hôn nhân tính sao, nhất định nghĩa phụ sẽ lo cho con. Được rồi, Trịnh Hâm ta quyết bằng bộ giá phải đạt được mục đích của mình. Ta không chịu lùi bước đâu. Thank you.